chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Liêm nha. Hôm nay thì Liêm xin giới thiệu đến các bạn đó là một cái sơn giả bê tông. Hôm nay thì mình giả bê tông bằng cái miếng cái phô mai này nha các bạn. Đây. Thì trước khi mà các bạn làm sơn giả bê tông đó, thì các bạn cứ đẹp nét lót màu đậm rồi đậm màu lợt thôi. Nguyên lý của nó, nguyên tắc của nó là vậy thôi, nó rất là đơn giản nha các bạn. Mình sẽ trét màu lợt lên cái phô mai này mà mình đạm thôi. Và đây là những mẫu nhà mà bên Liêm Nguyễn đã hoàn thiện sơn giả bê tông. Và đây là những cái mẫu nhà mà Liêm Nguyễn đã hoàn thiện sơn giả bê tông nha các bạn. Thì các bạn có gì tham khảo và hãy cho mình một cái ý kiến dưới phần bình luận. Các bạn thấy video có ý nghĩa thì các bạn hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Liêm Nguyễn nha. Và bây giờ thì Liêm cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video lần sau.
mình sẽ làm những video gửi đến các bạn cho các bạn xem và tham khảo nha. Xin chào các bạn.